Tà ma thần sứ thờ phụng ma thần ở tổng đàn ma hội, kỵ sĩ dù mán, cừu phàm. Đường Hùng e là cũng không phải đối thủ của tên thần sứ này, nên lập tức hối thúc hai người Tuyết Ưng và Tĩnh Thu mau chóng chạy đi, chỗ này để lão cầm chân hắn. Thực ra có cớ sự như ngày hôm nay, phải kể tới cái ngày 12 năm trước ở Lãnh Nguyệt, thần sứ này đã giết chết nhiều huynh đệ của Đường Hùng. Món nợ hôm nay, lão nhất định phải trả cho bằng được. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn quá khủng khiếp. Đến Đường Hùng còn không cách nào chịu nổi một chiêu thức luân hồi của hắn. Hắn ngạo mạn ngang tàn nói với Đường Hùng. Tuy nhiên, đôi mắt hắn lại chuyển sang Dư Tĩnh Thù. Có vẻ như hắn ta đang rất để tâm vị mỹ nhân này. Hắn đề nghị là một cuộc giao dịch. Dư Tĩnh Thù ngoan ngoãn đồng ý ở lại với hắn. Hắn nhất định sẽ tha chết cho đồng bá Tuyết Ưng và cái tên bất tài Từ Bách Vinh. Từ Bách Vinh từ nãy tới giờ trốn trong góc sợ hãi run rẩy, nhanh chân quỳ xuống tạ ơn tha mạng của thần sứ. Điều này khiến ai nấy cũng đều tức giận, nhanh chóng gã bị Dư cô nương đánh cho một chưởng vì sự hèn nhát. Đồng bá Thanh Thạch vì không chuyên tâm nghe Bạch đại sư giảng đạo, liền bị Bạch Nhiên Chi thi triển pháp thuật búng một cái vào trán. Hỏi ra thì biết rằng hắn đang lo lắng cho ca ca đi làm nhiệm vụ. Chuyện này liệu có liên quan gì tới tà thần ma giáo hay không đây? Suy nghĩ đó nhanh chóng bị đại pháp sư bác bỏ. Tà thần ma giáo đã sớm bị tổ chức siêu phàm đàn áp, không thể gây ra sóng gió gì nữa rồi. Ở Long Sơn Đế Quốc có 6 tổ chức siêu phàm lớn, đó là Thủy Nguyên Đạo Quan, Hắc Bạch Thần Sơn, Vân Vũ Thành, Hải Thần Cung, Đại Địa Thần Điện và Huyết Nhận Tử Quán. Bọn họ đại diện cho chính đạo, bảo vệ an nguy cho hạ tộc và đế quốc. Trong đó, Huyết Nhận Tử Quán, đức tin của bọn sát thủ là thần hủy diệt, bọn họ tin vào thịnh suy của sinh tử luân hồi. Thần hủy diệt giống với thần sáng tạo ở Đại Địa Thần Điện. Bọn họ dốc sức bảo vệ lưu động khí giữa trời đất và sự cân bằng lực lượng. Trở lại cuộc chiến, đám người Tuyết Ưng tiếp tục chiến đấu, Dư Tĩnh Thù hỗ trợ, cả hai cùng xông pha lên. Mặc dù cả hai đều bị thương vậy nhưng vẫn quyết tâm chiến đấu, quyết tâm đánh bại cái ác. Có rất nhiều kẻ đã đi theo con đường này, trong đó có kỵ sĩ Diều Máu. Hắn dựa vào một cây diều mà giết người như dâm dạ, làm nhiều việc ác vì công pháp mật bảo, giết người chất đống. Sau khi bị lục đại siêu phàm tổ chức liên minh truy nã, hắn càng dựa dẫm vào ma thần hội. Tất cả kẻ địch đều chết dưới diều của hắn, trừ một kỵ sĩ cấp xưng hào ở Tường Bắc Đế Quốc. Người đó không ai khác, chính là Đường Hùng. Tuy Đường cùng với Dư Tĩnh Thu hợp sức, nhưng kết quả không khả quan chút nào, kẻ địch thực sự quá mạnh. Tuyết Ưng nhảy lên, dùng chiêu huyền băng thường pháp phiêu tuyết nhắm trực tiếp vào kẻ địch. Dư Tĩnh Thu ở ngoài tranh thủ thời gian thi triển pháp thuật. Thời cơ đã tới, Dư Tĩnh Thu ở phía ngoài dùng thuật đóng băng tên thần sứ ngạo mạn lại. Pháp thuật này là một loại thuật giam cầm do trưởng phòng kỵ sĩ truyền lại cho nàng, dùng lúc nguy cấp. Tuy nhiên, Đường Hùng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tên cừu phàm này vốn không phải là kẻ dễ dàng gì có thể bị loại thuật này phong ấn. Quả nhiên vừa nói xong thì cừu phàm đã phá vỡ băng giam cầm để thoát ra ngoài. Pháp thuật cấp bậc này sao có thể giam cầm kẻ như hắn? Đường Hùng hét lớn, trận chiến này cứ để cho lão lo liệu, nợ máu thì phải trả bằng máu. Mối thù năm xưa lão nhất định phải khiến cho tên thần sứ phải quỳ phục. Nhưng chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng bị đối thủ bón hành tới mức không thể đứng dậy nổi. Tên thần sứ ngạo mạn đi tới. Trên đời này hắn chỉ thấy hai loại người. Thứ nhất là đứng về phía hắn, thứ hai là chống đối. Không biết đám người Tuyết Ưng chọn cái nào. Từ Bách Vinh như một con chuột nhắt hèn hạ trốn chui trốn lui ở đâu từ nãy tới giờ, đột nhiên chạy lại rồi quỳ xuống quy phục và tôn thờ cừu phàm. Và đương nhiên là hắn ta rất hài lòng. Về phần những người còn lại, quy phục tên ác ma như hắn là chuyện không thể nào. Kết quả là Đường Hùng bị cừu phàm bóp mạnh vào cổ rồi nhấc bổng lên. Nhìn vào Đường Hùng, đột nhiên trong ký ức của hắn lóe lên điều gì đó. 12 năm trước, căn cứ Lãnh Nguyệt vốn trấn ở Bắc Cảnh. Phải nói là một căn cứ vững chắc nhất chưa từng bị công phá, vậy nhưng cuối cùng vẫn bị cừu phàm diệt tận gốc. Toàn bộ 469 mạng đều bị giết chết, chỉ duy nhất có Đường Hùng là sống sót. Lưu Hoài Như chế nhạo, gì mà danh xưng Tưởng Bắc Đế Quốc, gì mà đánh bại được tên kỵ sĩ Dư Máu. Gì mà là kẻ sống sót duy nhất cơ chứ, tất cả đều nực cười. Chẳng qua cũng chỉ là một tên đào binh để sống sót đến thời điểm như ngày hôm nay. Tên Từ Bách Vinh cũng chẳng kém cảnh, liên tục đổ dầu vào lửa. Câu nào câu nấy phát ngôn đều chê cười Đường Hùng. Dư Tĩnh Thu thực sự không dám tin vào những lời mà đám kẻ xấu kia nói. Nhưng sự thật mãi là sự thật, dù có làm gì cũng chẳng thể nào che giấu mãi được. Chính vì sự ngu ngốc của 12 năm trước mới khiến lão trở thành như ngày hôm nay. Lúc nào cũng hối hận vì sự hèn nhát ấy. 12 năm nay luôn sống trong dằn vặt. Giờ cuối cùng lão cũng có thể trả thù cho huynh đệ, cũng có thể chuộc tội được rồi. Đường Hùng đứng dậy, vận hết nội công lao thẳng tới chỗ thần sứ. Hắn chính là muốn đồng quy vô tận với cừu phàm. Gánh nặng 12 năm nay, cuối cùng lão cũng có thể yên tâm được rồi. Đường Hùng hy sinh, thần sứ ngã gục xuống sàn. Một chiêu đó hoàn toàn không thể giết chết được hắn.
thậm chí còn khiến hắn tức giận thêm. Hắn quyết tâm giết sạch đám người Tuyết Ưng. Mỗi chiều tung ra đánh thẳng vào tim của Đông Bá Tuyết Ưng khiến anh ta đau đớn ngất lịm đi. Tuyết Ưng dần dần mở mắt, phát hiện thấy bản thân đang ở trong một khoảng không gian. Trong lúc không biết đây rốt cuộc là nơi nào thì một hư ảnh xuất hiện. Ông ta nói rằng bọn họ đã từng gặp nhau trong quá khứ, cụ thể là vào 13 năm trước. 13 năm trước, Tuyết Ưng lúc này vẫn chỉ là một cậu nhóc, hắn đang cùng với Tông Thúc săn bắn ở trong rừng. Con sói trắng này quả nhiên không phải tầm thường, bọn họ vụt mất nó, đuổi theo căn lừa ngày nhưng vẫn chẳng thấy được tung tích. Con sói trắng đã tấn công vào trong thôn mấy ngày nay rồi, hết sức xào hoạt. Cho dù là thợ săn giỏi nhất cũng không thể thu phục được nó. Trong lúc bất giác, Tuyết Ưng bị sói trắng vô lấy, vùng vẫy một hồi liền tỉnh dậy trong khoảng không gian. Người đàn ông kia chính là Thái Cổ huyết mạch, còn nơi đây chính là thế giới tinh thần của Tuyết Ưng. Thời kỳ Thái Cổ, thần linh sáng tạo thế giới, huyết mạch của bọn họ phát tán tứ hải bát hoàng. Theo dòng chảy của thời gian mà dòng máu này bị pha loãng, ngủ say và dần dần tan biến vào biển người. Ngày nay chỉ có một bộ phận cực kỳ ít người dựa vào thiên phú và nỗ lực, hoặc một chút may mắn không thể nói rõ được, mới có thể thức tỉnh huyết mạch trở thành cường giả sánh ngang với thần linh. Nếu năm đó Tuyết Ưng không đủ mạnh thì hiện tại, chàng thiếu niên ấy đã đủ thực lực để thức tỉnh sức mạnh của Thái Cổ huyết mạch đang rực cháy trong lòng. Vì Lương Ung, vì Đường Hùng, vì Dư Cô Nương, vì những người vô tội chết dưới tay ác ma, vì những người mà Tuyết Ưng hắn muốn bảo vệ. Ngày hôm nay, hắn phán cho tên thần sứ cư phàm tội chết. Quả nhiên là sức mạnh của Thái Cổ huyết mạch. Vậy nhưng thần sứ dễ dàng hạ gục như vậy thì đâu thể nào gọi là thần sứ. Cái danh xưng này đều phải dễ dàng được thiên hạ theo dệt lên. Hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Tuyết Ưng rồi nhanh chóng hạ thủ. Chiều này chính xác là ma thần tế thuật đầy khủng khiếp. Cửu Phàm hung hăng bổ xuống một diều, không ngờ chiều đó lại bị Tuyết Ưng dùng một tay đỡ lại. Điều này càng khiến cho Cửu Phàm hết sức kinh ngạc, không ngờ tên tiểu tử này lại có sức mạnh khiến hắn phải e sợ. Rất nhanh, Cửu Phàm cũng bị một thương của Tuyết Ưng hạ sát. Trước khi chết, hắn còn liên tục gọi tên ma thần, nhất định ma thần sẽ giúp hắn báo thù. Xong chuyện, chuột nhất từ Bách Vinh lại niềm nở chạy ra ca tụng Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn cũng không quên giải thích, kế hoạch giả vờ quy phục vừa rồi thực chất là khiến Cửu Phàm mất cảnh giác. Nghe những lời đó, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thù liếc nhìn một cái để khinh thường. Lưu Hoài Như tội nghiệp chồng chất, khó thoát tội chết. Nhưng trước khi Nam Chính ra tay thì hắn đã động thủ. Lưu Hoài Như chọn cách tự tử. Lão làm như vậy nhằm hiến tế thể xác lẫn tâm hồn cho ma thần. Điều này làm kinh động tới các cơ quan ẩn giấu. 36 kế thì bây giờ chạy là thượng sách. Phía cơ quan bị kích hoạt dẫn tới toàn bộ nơi này trở thành đống hoang tàn. Nếu còn không kịp chạy ra ngoài, e rằng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Dư Tĩnh Thu dùng pháp thuật dựng lên màn bảo vệ, Tuyết Ưng lên trước mở đường. Tình hình bây giờ thực sự rất nguy cấp. Dư Cô Nương vì bàn nãy trọng thương nên sức lực đã cạn kiệt, không thể chống đỡ thêm nữa. Đồng bào Tuyết Ưng xông pha lên trước, dùng thương của mình phá vỡ hết các chướng ngại vật và nhanh chóng tìm được lối ra. Đúng lúc này trong nhà đổ xuống, Từ Bách Vinh vì ham sống sợ chết nên đã đẩy Dư Cô Nương ra ngoài rồi lao vào lớp màn chắn đã tạo sẵn. Thấy được điều này, Đồng bào Tuyết Ưng lập tức lao tới giải cứu Dư Tĩnh Thu. Rất nhanh mái nhà cũng đổ xuống, tất cả mọi người đều bị chôn vùi bên trong. Tên Từ Bách Vinh đó bị đá đè chết, còn Tuyết Ưng thì kịp thời sử dụng lực lượng bản thân tạo một vòng bảo hộ và may mắn sống sót. Cuối cùng chỉ còn lại hai người sống sót, họ nhanh chóng đi xa. Ở bên ngoài, đám người của Long Sơn Lâu đã chờ sẵn. Lâu chủ Từ An rất vui mừng khi nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng. Quả thật là hắn đã không nhìn sai người. Tuyết Ưng nhanh chóng cấp báo tình hình. Bọn họ đã giết được Lưu Hoài Như và tên thần sứ. Lương Tiền Bối và Đường Tiền Bối bất hạnh bỏ mạng. Chuyển cảnh tới thư phòng của Từ An Lâu Phủ, người đàn ông tóc dài trắng đang cấp báo lại tình hình vừa qua. Không ngờ Đông Bá Tuyết Ưng lại có thể thức tỉnh Thái Cổ huyết mạch và giết chết Cư Phàm. Quả nhiên, Từ An không nhìn nhầm người. Hắn căn dặn đám thuộc hạ nếu sau này có thấy Đông Bá Tuyết Ưng thì hãy cung kính gọi hắn một tiếng là lĩnh chủ đại nhân. Sau khi phi thuyền đáp xuống quân Thanh Hà, Dư Tĩnh Thu sẽ quay về học viện trưởng phòng tiếp tục tu luyện và báo lại với lão sư về chuyện của thần sứ ma giáo. Nàng hứa rằng nếu sau này đệ đệ thanh thạch của Tuyết Ưng có tới học viện trưởng phòng thì cứ tới tìm nàng, nàng nhất định sẽ chiếu cố. Và tập phim tới đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé!